Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một dự án mới, đó là Bami Token. Thì dự án này dự kiến vào ngày 16 tháng 4 sẽ được mở bán depot trên ứng dụng VNDC. Trong năm vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến những cái dự án DeFi rất thành công như là Uniswap, Chainlink hay là PancakeSwap. Thì đây đều là những cái token quản trị các cái sàn giao dịch phi tập trung và nó đã x nhiều lần tăng cái nhiều lần giá trị trước khi mà nó được list lên những cái sàn lớn. Thì mình nói một chút về DeFi. DeFi là viết tắt của cụm từ Decentralized Finance. Thì đây có nghĩa là tài chính phi tập trung và nó được xây dựng trên cái nền tảng blockchain. Dù bạn ở bất cứ ở đâu, chỉ cần bạn có thiết bị có thể kết nối với Internet thì chúng ta sẽ có thể tiếp cận được những cái dự án tài chính phi tập trung như thế này. Và có bốn cái điểm thuận lợi của DeFi, đó là chúng ta dễ dàng tiếp cận, khả năng tương tác cao, tính bảo mật cao và tính minh bạch rõ ràng. Thì nếu bạn muốn tìm hiểu sâu thêm về nó thì các bạn có thể lên những cái trang YouTube hay là Google để chúng ta tìm hiểu thêm. DeFi hiện nay nó đang là cái hot trend. Theo mình tìm hiểu được thì hiện nay vốn hóa của nó đã tăng chóng mặt lên tới 40 tỷ đô và chiếm hơn 15% cái thị trường crypto. Và cơn sốt DeFi đã mang đến cái lợi nhuận rất cao cho các nhà đầu tư trong thị trường crypto. Và chúng ta đầu tư đúng trend thì mới có thể tối ưu hóa được cái lợi nhuận của mình. Vậy thì chúng ta cùng quay trở lại với Bami. Bami là một dự án do người Việt sáng lập. Cụ thể đây là VNDC hợp tác với Cardia Chain và những cái quỹ đầu tư khác tạo nên cái Bami. Và Bami được lấy ý tưởng từ một món ăn rất là quen thuộc ở Việt Nam, đó là bánh mì. Và nó được xây dựng một cách minh bạch trên mã nguồn mở cho phép cộng đồng sở hữu và quản lý một cách minh bạch nhất. Tổng quan về Bami, nói một cách đơn giản thì Bami có thể được hiểu nôm na như là một cái thành phố tài chính mà trong đó cái đơn vị tiền tệ được sử dụng đó là Bami Token. Thì trong cái thành phố tài chính Bami này, cư dân chính là những cái người dùng và sẽ được sử dụng cái đồng Bami Token để chúng ta giao dịch, trao đổi và đầu tư trong cái hệ sinh thái của thành phố Bami này. Và nó có bao gồm các cái hệ sinh thái như là Bami Dashboard, Bami Exchange, Bami Land, Bami Portfolio, Bami Pay và NFT. Thì chi tiết hơn một chút, Bami là một cái ứng dụng tài chính đa chuỗi nhằm mục đích mang lại các giải pháp tiền tệ cho các nhà đầu tư, được xây dựng để tích hợp các giải pháp liên chuỗi trong việc tiết kiệm, thanh toán và giao dịch trên thị trường tiền tệ. Và Bami mong muốn đặt tại thị trường Việt Nam lòng trọng tâm với cái mục đích là tạo ra những cái giá trị thực tiễn cho người dùng Việt thông qua các sản phẩm tài chính trên blockchain. Và Bami sẽ không giới hạn cái việc tại cái thị trường Việt Nam mà còn mong muốn vươn rộng đến cái thị trường quốc tế. Tiếp theo là về Bami Token. Thì Bami Token là một Bami là một token quản lý trong hệ sinh thái tài chính của Bami và Bami được thiết kế để khuyến khích tham gia DeFi, tham gia nhập DeFi. Ngoài ra thì người nắm giữ cái token Bami này còn được chia sẻ lợi nhuận và tham gia quản lý cái hệ sinh thái của Bami. Và mục đích sử dụng của Bami Token thì có 6 cái mục đích chính. Đầu tiên là staking, thứ hai là giảm phí giao dịch, thứ ba là thu hút người dùng, thứ tư là cung cấp thanh khoản, thứ năm là quản lý, thứ sáu là giao dịch NFT. Và ở thời điểm và cái đồng Nam Bami này thì tổng cung của nó là 1 tỷ token Bami và cái tổng cung này thì cố định không được thay đổi và nó phân bổ như sau: với cộng đồng thì chiếm 65%, Bami là thuộc sở hữu của cộng đồng và đội ngũ sáng lập tin rằng cái quyền kiểm soát phần lớn các token này sẽ thuộc sở hữu của cộng đồng theo thời gian. Vì vậy mà 65% lượng token sẽ dành cho các nhà cung cấp thanh khoản. Tiếp theo là dành cho dự trữ chiến lược 15% sẽ được trích vào cái khoản phí chiến lược tương lai bao gồm cái phí niêm yết, phí kiểm toán, phí dịch vụ bên thứ ba, phí marketing. Đó. Tiếp theo 10% sẽ được đưa vào cái chủ đầu tư. Thì 10% cái số token này sẽ được phân phối đến tay các cái nhà đầu tư chiến lược đoạn đầu. Thì những cái người mà họ mua ở giai đoạn đầu khi mà cái dự án mới thì họ sẽ được cái giá ưu đãi và số lượng tung ra cho các nhà đầu tư này là 10%. Tiếp theo 10% cho team founder thì 10% token sẽ được dùng để tài trợ cho việc phát triển và mở rộng nhóm. Một cái lượng nhỏ sẽ có sẵn khi khởi chạy giao thức và phần còn lại thì sẽ được thảo luận trong cái phần phân phối token. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái hệ sinh thái của nền tảng Bami này. Trong hệ sinh thái của Bami thì nó gồm có 6 cái phần chính. Đầu tiên là Bami Dashboard.
Thì với Dami Dashboard thì vấn đề lớn nhất mà Bami muốn giải quyết đó là cái vấn đề về giao diện người dùng. Thì Bami Dashboard là nỗ lực đầu tiên mang tới cái giao diện người dùng thân thiện và dễ dùng. Với cái giao diện này thì người dùng có thể quản lý tài sản của mình trong các ứng dụng DeFi khác nhau thông qua giao diện thân thiện, dễ dùng. Và Bami mong muốn ngay cả những người không có khả năng nhiều về công nghệ vẫn có thể sử dụng được cái sản phẩm tài chính tự do trên blockchain trong tương lai. Và Bami Dashboard nó sẽ loại bỏ sự phức tạp của blockchain và giúp các bạn quản lý tài chính dễ dàng và người dùng có thể thấy toàn bộ được bức tranh tài chính tổng quát của mình. Thì đây, các bạn có thể xem qua một số cái giao diện của đồng Bami, của cái app Bami này. Thì hiện tại cái app này nó vẫn chưa ra mắt. Đây là một số hình ảnh mình sưu tập được. Đó, thì các bạn có thể xem qua, giao diện của nó khá là đẹp và rất là dễ bắt mắt, khá là dễ dùng đối với những cái người mà chưa biết gì về blockchain. Phần thứ hai đó là Bami Exchange. Thì Bami sử dụng mô hình tạo lập thị trường tự động AMM giúp người dùng có thể thực hiện dễ dàng các trao đổi swap giữa các loại token khác nhau một cách chủ động, và Bami Exchange giúp đơn giản hóa cái quá trình thanh khoản và tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. Khi sử dụng ứng dụng sàn giao dịch của Bami, bạn có thể thoải mái swap, quy đổi ở các cái loại token BEP20, những cái token mà chạy trên nền tảng Binance Smart Chain, thì chúng ta đều có thể trao đổi. Các bạn có thể đổi từ đồng này sang đồng Bami hoặc là từ Bami đổi sang những cái đồng mà có cái nền tảng chạy trên mạng lưới Binance Smart Chain. Và Bami dự tính sẽ mở rộng qua cả Ethereum đó trong vài tháng tới để có thể giúp người dùng tiết kiệm cái chi phí. Phần thứ ba đó là Bami Land. Thì đây là một cái giải pháp tài chính cho phép người dùng vay và cho vay cái tài sản trên hệ thống phi tập trung. Thì người dùng có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách là deposit, tức là gửi cái tài sản vào cái giao thức và nhận lãi suất. Và nếu bạn có những cái món đầu tư lâu dài nhưng có nhu cầu sử dụng Việt Nam đồng thì bạn có thể dùng cái tài sản mình gửi vào này để chúng ta có thể vay 50 tới 75% giá trị cái tài sản mà bạn bỏ vào để bạn thế chấp. Và cái giao dịch này thì bạn phải cần trả lãi suất cho cái khoản vay của mình. Ngoài ra thì Bamiland sẽ tích hợp các lending platform cho phép phân bổ và tổng hợp crypto asset tự động vào các lending platform để kiếm thêm cái lãi suất cho người dùng. Và một cái điểm mạnh nữa đó là Bamiland không trực tiếp lưu trữ tài sản của người dùng mà Bami sẽ sử dụng cái hợp đồng thông minh smart contract để tương tác với các cái ví như MetaMask, Coinbase, Formatic hay là Trust Wallet. Chính vì vậy mà người dùng vẫn trực tiếp có thể kiểm soát được cái tài sản của mình và đảm bảo tính bảo mật cũng như phi tập trung của hệ thống. Và từ thu nhập từ tính phí của dịch vụ sẽ được chia sẻ cho các nhà đầu tư khi mà các bạn nắm giữ đủ cái lượng Bami token. Tính năng thứ tư đó là Bami Portfolio. Nó sẽ sử dụng cho giúp quản lý danh mục đầu tư dễ dàng với các chiến lược định sẵn hoặc từ chuyên gia đầu tư. Thì đây là một cái loại giao thức non-custodial giúp người dùng có thể giữ quyền sở hữu đối với cái quỹ của họ và người quản lý đầu tư không thể lấy cắp với cái quỹ này của các nhà đầu tư, và để bất kỳ ai cũng có thể thành lập một cái quỹ đầu tư của riêng mình trên blockchain hay là đầu tư vào cái quỹ do người khác quản lý với sự minh bạch và rõ ràng được kiểm chứng 24/7. Với Bami Pay thì bạn sẽ dễ dàng mua bán cái tài sản tiền mã hóa thông qua tài khoản ngân hàng hoặc các ứng dụng thanh toán trực tuyến bằng Việt Nam đồng thông qua cái cổng giao dịch là ví VNDC. Đây thì Bami Pay tức là cái tính thanh khoản của cái đồng Bami này cho các bạn khi mà các bạn mua bán nó. Tiếp theo là tính năng Liquidity Bribe. Thì đây là một hình thức sử dụng coin có sẵn để cung cấp thanh khoản cho các cái sàn AMM. Đó, thì ví dụ như bạn có Bami Token và BNB thì bạn sẽ khóa hai cái đồng này lại vào trong một cái bể chứa gọi là bể chứa có tên là Bami BNB. Thì nó sẽ tạo ra để một chuỗi cung ứng trên sàn, và thông qua việc cung cấp thanh toán cho các cặp token này thì bạn sẽ nhận được cái khoản thu nhập từ chi phí do người dùng chi trả. Và để mở rộng cái thanh khoản cho cộng đồng VNDC thì và tạo điều kiện phân bổ token cho người dùng trong hệ sinh thái Bami thì Bami sẽ có cái chương trình thưởng Bami cho những người tạo cái thanh khoản trên Bami. Đó thì bạn có thể tạo những cái khoản ví dụ như là Bami cái cặp cho Bami BNB, Bami cho VIDB, Bami cho Kai đó. Thì các pool này thanh khoản cho phép bạn gửi LP token vào để farm Bami, thì bạn có thể gửi cái đồng coin của các bạn vào một cái loại coin trên nền tảng BEP20 để chúng ta farm và nhận thưởng cái đồng Bami.
Tiếp theo đó là tính năng Starting Pool, thì đây là nơi cho phép các dự án mới quảng bá dự án của mình với cộng đồng BAMI bằng cách là phân phối một phần token cho các nhà đầu tư BAMI. Thì các bạn có thể thấy những cái dự án mở depot trên VNDC thì nó cũng tương tự như vậy. Thì đây Staking Pool nó sẽ chia thành hai cái phần. Đầu tiên là core, tức là những cái dự án được cái đội ngũ BAMI họ chọn lọc, lựa chọn để họ đưa vào cho các nhà đầu tư có thể đầu tư thêm. Và hai là dự án community, thì đây là một dự án được vote, được bình chọn bởi cộng đồng để họ đưa vào cho các nhà đầu tư. Và cuối cùng đó là NFT, thì đây là một cái sản phẩm đặc biệt trong hệ sinh thái BAMI và hứa hẹn nó sẽ tạo nên một cái sự khác biệt. Thì NFT nó là một cái mô hình mang cái tính hữu hạn và định danh được những người sở hữu nó, tính duy nhất không thể thay thế. Đó thì rất là hiện tại thì có rất là nhiều dự án đang sử dụng cái công nghệ NFT này. Thì sau đây mình sẽ thông báo thêm cho các bạn một số thông tin về cái đồng BAMI token này và cái thời gian mở bán Launchpad trên ứng dụng VNDC để chúng ta có thể săn đón và biết được những cái điều kiện nào để các bạn có thể mua được BAMI token trên ứng dụng VNDC. Theo thông tin mới nhất thì vào ngày 16 tháng 4 tới đây thì BAMI sẽ được mở bán depot trên ứng dụng VNDC với tổng cung depot là 10 triệu VND, 10 triệu cái đồng token BAMI và 2,5 triệu sẽ được mở bán trên cái sàn Nami Exchange. Thì bạn nào mà chưa có cái sàn cái tài khoản Nami thì các bạn có thể xuống dưới cái phần mô tả video của mình, các bạn có thể đăng ký, mình đã để cái link đăng ký ở phía dưới. Thì giá dự kiến bán Nami nó có giá bằng là 0.025 VIDB và các bạn phải dùng VIDB để các bạn mua được cái đồng token BAMI này trên cái sàn VNDC. Còn đối với sàn Nami Exchange thì các bạn phải sở hữu được cái đồng Nami thì các bạn mới có thể mua được. Đó thì đây chính là cái thông tin. Thì thông tin này chỉ là thông tin dự kiến, còn chính thức thì đến ngày 16 tháng 4 chúng ta sẽ biết được. Và các bạn hãy săn trên cái sàn Launchpad, cái ứng dụng của VNDC nhé. Đó. Sau khi ra mắt thì BAMI sẽ cho 4 tuần đầu để farming BAMI theo cái kiểu siêu lợi nhuận tại cái ví VNDC Wallet Pro. Thì 4 tuần đầu này những bạn nào mà nắm giữ VIDB và KDA thì bạn sẽ có lợi. Đó. Và theo cái quan điểm cá nhân của mình thì mình đánh giá cái dự án này, đây là một cái dự án tiềm năng và nó có khả năng là x nhiều lần tài sản trong tương lai. Vì sao? Vì BAMI nó là một cái dự án DeFi phi tập trung và nó không chỉ được bán trên VNDC và Nami mà nó sẽ được bán trên nhiều sàn nữa của quốc tế. Và ở đây chỉ là cái đợt mở depot thôi nên là cái phần này, cái đợt này là cái giá ưu đãi dành cho BAMI. Thì những bạn nào mà các bạn nhanh tay thì các bạn sở hữu được một phần BAMI thì rất là ngon. Và sắp tới đây thì có lẽ thì nó sẽ cũng cho ra những cái chương trình như là airdrop, là tặng free token cho những cái người dùng để họ trải nghiệm cũng như là họ quảng bá thêm cái thương hiệu BAMI. Và tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải để ý tới những cái chiêu trò đẩy giá của cá mập khi mà các bạn đầu tư, tránh chúng ta mua phải cái giá đỉnh trong cái thị trường này. Đó, thì các bạn phải chú ý đến cái giá, nếu mà giá cao quá trước sau khi ra mắt mà cái giá nó qua cao quá thì các bạn cũng cân nhắc và phân bổ vốn làm sao cho hợp lý để chúng ta có thể thu được cái lợi nhuận tối đa. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.